các bạn đã quay trở lại với Chết Bằng Hi Ha. Ở 4 tập trước, chúng ta đã trải qua gần như 80% những Hi Ha Âu và đương nhiên mình đã chết hơn 15 lần rồi. Mình đã trải qua từ Hi Ha siêu mạnh như là Hi Ha Alpha nè, Hi Ha Flame nè, Hi Ha Death, cả Hi Ha Nightmare rất mạnh luôn các bạn ơi. Và cũng như mình cũng đã trải qua những thằng yếu hơn xíu là Hi Ha Thao Hóa hay là bản năng ám đồ đó các bạn à. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ đó mình vẫn chết các bạn ơi. Và nếu các bạn không biết rằng là chúng ta đang tiến rất gần tới Hi Ha Âu mạnh nhất, đó chính là tổng thống Hi Ha siêu cấp vô địch thiên hạ vũ trụ. Thôi, trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng ngại ngùng gì, để lại cho mình một nút like để ủng hộ video cho mình. Và mình rất mong và cầu xin các bạn hãy đăng ký kênh của mình đi. Vì một đăng ký của các bạn sẽ giúp cho mình đạt được con số 5 triệu lượt đăng ký rồi đó. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Hi Ha Death của ta là bá chủ thiên hạ, mấy nhóc ác đó ta ta. Ôi giời ơi, sao ở cái làng này thấy rồi, một con mồi là một con chó super ngáo này. Mới thấy rồi này. À, vô đây là đường cục rồi các bạn ơi. Đi đâu đây? Ý giời ơi, làm gì trong đó vậy super ngáo? Quốc Hà. Quốc Hà nè. Quốc Hà nè. Quốc Hà nè. Quốc Hà nè. Đi bụi luôn các bạn ơi. Đúng là sức mạnh của Hi Ha Death là bất diệt. Trời ơi, đau họng quá. Hey, mình chơi cái này mà mình la hoài với rồi đau họng quá trời luôn mấy bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi? À, Zombie TV đây rồi. Chỗ mà Zombie TV? Trốn nè. Trốn nè. Ừ mày. Mày chán sống hả mày? Mày chán sống, con Kemi nó rất là chán sống các bạn ơi. Nó cứ cầm cung nó bắn mình hoài à. Nó trời trời xưng đất diệt. Rồi đi đâu đây? Đi theo nó thử coi, hình như đường này cũng là đường cục các bạn ơi. Đó, tôi biết ngay mà thấy chưa? Mày là mình bấm liên hoàn có chút xíu thôi mà bây giờ nó bự một cái lỗ bự như vậy luôn nè các bạn. Tân nào bán được vậy? Trời tân này nữa. Trời chết luôn các bạn. Mấy thằng cùi quá. Mấy thằng nhóc này chân yếu tay mềm, mày đã đấu với lại Hi Ha Death. Oh no, mưa làm cho mình yếu đi rồi mấy bạn ơi. Chết mồ rồi, chết mồ rồi, tôi bị mưa rồi mọi người ơi. Bây giờ tôi không thể bay được. Ây da, ây da. Ôi, 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 ôi. Ôi, anh bị gì cả? Ây da, ây da. Ủa, bị nước dập. Ôi, 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 ôi. Dám giỡn mặt hả ta? Nó canh nhiễm mẹ. Ôi, đúng rồi, mẹ chúng ta rồi chị Dông. Bây giờ chúng ta đang có lửa, lửa đi gục đây. Ây da, trời, 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 trời. Chúng ta có lửa đi gục của thằng Hi Ha Death. Trời, bây giờ thì không còn thả thằng Hi Ha Âu đâu nữa. Đúng rồi, ây da. Trời ơi, cơn mưa vừa rồi đã dập tắt Hi Ha Death của mình. Hi Ha mà mình thích nhất luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình đã quay trở lại với lại Hi Ha bại hoại rồi. Hi Ha bại hoại như thế này thì mấy thằng nhóc này chuẩn bị nhận hẩu cái quả đi. Đứa dạ? Hai đứa, ba đứa, bốn đứa. Anh đi ra kìa, anh đi ra kìa. Mấy cái này mày có cái thằng ngu gì thì tao cứ dùng cái lửa này cái gì? Giết mình ơi. Zombie đã đánh cắp được tiền kia của Hi Ha Death rồi. Trời ơi, ôi chết rồi các bạn ơi, thì Zombie đã lấy được chi của Hi Ha Death rồi. Như vậy thì được rồi, những người anh em của ta ơi, 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 Zombie sử dụng chiêu đó đánh một cái một luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Mấy người đâu rồi, sai lầm khi đấu lại Hi Ha bại hoại rồi. Trời ơi, dùng sức mạnh. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bày bãi gì, bày bãi liệt luôn. Ngon, 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 mấy bại hoại của mình cũng không làm gì xíu nhơi được cái chiêu Hi Ha Death luôn các bạn ơi. Bại liệt, bại liệt. Ở đâu? Rồi, vậy là mình phải tăng sức mạnh lên nữa. Không đâu. Em sức mạnh quá là bại hoại cái đó. Ui ôi. Như vậy thì cái người bại hậu quả của mình. Hậu quả hả? Hậu quả hả? Mình sẽ thấy quá khổng lồ mà cũng không làm gì được vậy.
Ông làm gì hả? Ông làm gì hả? Công nhận hả? Công nhận cái gì? Công nhận cái gì? Con nhỏ kem mi đó cho ta, tụi bay. Đây nó cái gì tao? Con nhỏ kem mi đây cho ta. Đem con nhỏ kem mi cho ta. Ủa, không ổn rồi các bạn ơi, chiêu ăn nghe đét mạnh quá. Zombie có thể dọn được tụi nó lên đống này trong 1 phút 30 giây luôn. Ta chịu hồi thế vì sao? Chết 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 rung chân titan đại hình các bạn ơi. Quá. Mày con cái mi nè, con cái mi nè, con cái mi nè. Giùm mi đi, đứng chơi tuyệt chiêu các bạn ơi. Bơm ơi, coi chừng. Đúng rồi, giùm mi cầm cái chiêu ơi, đến mạnh quá mấy bạn ơi. Ui ôi, không có vụ đó đâu ha. Ôi, ai 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 ai. Hay quá. Ở đâu? Giùm chọi ra giữa mấy con kia. Mình chơi luôn rồi. Con đang lung te nè chị ơi. Lung te đâu? Thằng lung te nó tìm cho chị xử mấy con lớn này. Ok ok. À, ăn cái dao bại liệt cuối cùng nè, tao cho mày chết. Trời mày nè. Yeah. Đã tiêu diệt thành công tất cả đi ha bại liệt rồi. Ê mà chị hình như là hôm nay tụi mình giết hơi bị nhiều hi ha rồi đó. Đúng vậy rồi, tao giết cả lại đi hao luôn. Đây rồi các bạn ơi. Hi ha. Đây là nhân vật mới trong làng Hia Âu đó mọi người. Bạn nào chưa xem video mà đến làng Hia Âu của Hia Cánh Nam thì coi đi nha. Ok được rồi. Bây giờ thì cái lũ nè, mình sẽ cho tụi nó vào ảo thuật của Cánh Nam. Được rồi, đi đến tiếp cận tụi nó và cho tụi nó một bài học thôi nè mấy bạn ơi. Đâu rồi, ở trên đó đúng không? Hỷ chà. Ui. Anh ơi. Mình sẽ dụ các bạn à, đợi tụi nó tiếp cận tới thì mình sẽ cho tụi nó hưởng cái khói một cá nha. Đi đâu vậy? Đi theo em rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây nè. Dẫn lại đi tao giết luôn. Tiêu rồi ta. Mày ngon thì bước ra đây làm cái da một tí. Tao đây ảo mở. Thôi vậy. Đây rồi, tụi nó đã nằm bằng cái khói của cá. Được rồi, bây giờ đi. Trời, trò chơi với tụi nó đó nào. Đây là đâu đây? Ơi, tại sao tụi mình lại đây? Ơi, ghê quá. Lần cuối em nhớ là tụi mình chỗ này. Tụi mình bị dính cái khói mà. Ơi, bây giờ phải làm sao đây? Sao chung quanh đây rõ như là đây chính là sức mạnh của Hiha Catnap. Các người đang bị trong cơn ảo mộng của Catnap rồi đó. Ảo mộng vào trong đây thì các người không làm gì được đâu. Các người đã bị hôn mê rồi. Bây giờ thì chuẩn bị sức mạnh của Hia Cách Nắp xuất hiện đánh bại các người. Người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tụi mày đã sai lầm khi đánh nhau gây chí lại Hia Âu rồi. Các người sẽ không làm gì được đâu. Mà mày dám làm như vậy với bọn tao, tao sẽ bắt đi ra bình thường giết mày. Chẳng quan tâm đâu. Tụi mày dám đụng độ lại anh em tao thì lần này tụi mày sai lầm rồi. Hãy chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của ta đi. Thịnh nộ là cái bọn bé này à? Bọn tôi lỡ đập có mười mấy thằng người nhau à ha, cho bọn tôi đi mà. Ít ghê ha, tụi mày đánh có mười mấy thằng thôi à ha, ít ghê ha. Quá wow, bây giờ ông có tha cho tụi tôi không? Ông tha là tụi tôi xử ông luôn đi. Đúng rồi, tụi tao đã giết mười mấy thằng rồi đó, bây giờ mày muốn gì tụi tao cho mày đi bụi luôn. Được lắm, dám hăm dọa ta hả? Được rồi, mèo cách nó ác mộng xuất hiện đó.
ơi. À, tụi mày sai lầm rồi. Bò tới và ăn thịt nó cho ta đây. Bò tới và ăn thịt tụi nó đây. Đúng rồi. Xác lại. Xác lại. Xác lại. Xác lại nó đi. Tớ cho nó đi. Chạy đi. Chạy đi. Đi đi đi. Nó cào đéo. Đi. Đừng cung. Đừng cung. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra nè. Tụi mày nó mới sợ chứ vậy. Còn nhau quỳ lại ta sao? Sức mạnh đó thì các người không thể nào địch lại được đi ha. Cách nào khi mà ta thả như cái con đó ra đâu. Xin lỗi anh mà. Lỗi anh. Xin lỗi, hẹn lần xin lỗi. Thì à, cám lá tôi sai mặt hết tất cả gì trong tim xin đón. Xin lỗi à, tất cả gì à, tôi xin lấy tha cho tụi tôi đi mà. Thôi được rồi, ta tha lỗi cho các người đó. Đứng dậy đi. Đứng dậy, ok. Hãy xin lỗi ta đi. Nói cục tức mà bọn tao xin lỗi. Ê, tụi bay làm sao chứ? Mày cục mà tụi ta xin lỗi mày. Có một chiêu thôi mà thằng nào cũng không bị dụ hoài, bỗng sợ quá. Không có kinh nghiệm được gì hết, quá nè. Nhưng mà hết thằng Hia cách lá thì chúng ta cũng ngồi sợ cái con mèo kia rồi tụi bay ơi. Ngại là con mèo đó ghê chứ. Nhưng mà bây giờ mình đi chuẩn bị đồ đi chị Jimmy ơi. Mình mất cái lửa của Hia đét gì rồi. Ừ, mình mất cái đồ rồi cũng không có cái đồ bay của thằng Hia lửa chùa nữa. Nên là bây giờ đi kiếm đồ ơi. Tụi mày vui mừng đủ chưa? Hình như không kẹp lại nha, khác tới rồi. Ủa, Hi Ha gì vậy? Hình như là đánh thua vậy. Ủa sao mà là Hi Ha đắt ra? Nhớ Hi Ha đắt đâu phải có lòng trong lại Hi Ha Âu đâu ta. Nhưng mà thôi, không quan trọng. Ta chính là Hi Ha đắt. Thì hôm nay ta sẽ cho. Ông ta biết tao là ai đâu. Tao là Hi Ha anh ba cướp của mày nè. Ôi chết đi. Uầy, nhưng mà Hia đắt mạnh thì có các bạn ơi. Uầy, lần đầu tiên mình biết anh Hia đắt để xử tụi này luôn. Được. Ba, nhưng mà mình đâu phải là Hi Ha đắt thật sự đâu các bạn. Mình chỉ là biến hành được Hi Ha đắt thôi mà. Chọc giận ngậm người rồi. Được rồi, sức mạnh bóng đêm. Ôi, Hi Ha đắt xỉn thiệt các bạn ơi. Thì Hà đắt sức mạnh thật là mạnh luôn các bạn ơi. Hắc trụ và hắc cầu. Ồ, còn này chiêu gì đây? Chiêu bóng đêm điện các bạn ơi. Rồi chiêu này. Úi trời ơi. Tụi nó quay trở lại lấy máy bay bay vòng vòng luôn rồi các bạn ơi. Mỗi đứa một chiếc máy bay à. Được. Vậy thì Hi Ha đắt tao sẽ xử lý tụi bay. Tiến lên. Bay là tiến lên à. Tiến lên à. Né nè, né nè, né đây, né đây. Bố bố. Được. Bố ba đây nè. Em chính đạn rồi. Nè nè nè. Giống mì nè. Né ác kìa ta. Bố em sắp đụng được rồi mà. Nè mày đánh được tao không? Tao lái máy bay hơi bị gồ. Nè mấy cái đứa này lái máy bay khó chịu thì chứ các bạn ơi. Rồi cắm đầu cắm đầu. Bố bả máy bay lên các bạn ơi. Xong cái máy bay đó rồi. Bây giờ còn Zombie nữa hả? Được rồi, Zombie bay à. Bay cố lên à Zombie. Để coi bay được bao nhiêu ha. Lái máy bay à. Tao là Hi Ha ba. Trong khi mình không phải là Hi Ha đắt các bạn ơi. Thằng này nó ngu quá. Zombie nó ngu quá. Bay vớt này. Cười vui lên con. Cười cho hiểu. Bùm, còn sống rồi. Rớt ra nguyên cái cục gì luôn các bạn ơi. Bùm, cục nè. Dục luôn. Dục luôn. Dục luôn.
cái làng của mình bây giờ biến thành một cái bình địa thiệt sự luôn mấy bạn à. Còn mấy thằng kia thì đi tôi đời hết rồi. Nhưng mà Hiha đắc mạnh quá vậy mà tụi nó không giết được mình các bạn ơi. Hành hạ tụi nó đã hủ phê luôn rồi, bắn máy bay rớt máy bay tùm lum hết luôn rồi mà mình không chết mấy bạn ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì mà dễ quá này cũng chen lắm mấy bạn ơi. Đâu để tụi nó muốn kiếm mình nó không được. Mình sẽ xuất hiện ra cho tụi nó chơi cho nó vui nè mấy bạn ơi. Này mình có hàng rồi. Đâu? Boom! Ui, boom 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 boom. Ui, ui, trên đầu em, trên đầu em. Ôi, tung pháo à. Trời, chưa gì chết trước tung pháo rồi vậy. Tụi mày cùi bắp quá trời luôn á. Vậy mà đòi đánh nhau đây. Hi ha. Đứng đó đi, trời ơi, trời ơi, bắn còn không dính rồi. Em tự bắn dính em rồi. Ơi, nói chưa, tụi bay ơi, để tao nhặt cái cung gì cũng đó nè. Bắt tao. Nhặt đi. Quá đẹp, quá đẹp. Anh có chịu rồi. Nãy em nhớ là mấy cái gì. Nào mà có thể vượt qua được tay của Jimmy, thằng nào rồi thì cũng sẽ chết thôi. Đây rồi các bạn ơi. Đây nè, đây mới là cái đặc biệt của chúng ta. Ơi, bắn đi nha. Bắn ơi. Khoan. Trời ơi, trời. Bộ vest này. Rồi. Xong rồi. Ôi, xong rồi bay ơi. Em bỏ lại đi. Dạ, dạ. Đánh đi, đánh thoải mái đi nè. Tổng ổng đi chơi kiểu gì đây. Tổng ổng mà đòi bắn mấy cái chiêu cùi bắp này vô hả mà không có dễ gì như vậy đâu. Ôi trời ơi, bắn xuyên qua luôn. Vô hết thôi chị ơi. Vô hết thôi, từ bỏ đi. Ôi anh đi ra. Lại anh đi, anh cho em trước nha. Em quay đầu làm bờ trước. Chưa, đâu đơn giản như vậy được. Đầu tiên, tao sẽ ghiếp một cái comment block nào. Ôi trời ơi, sao mà block lên đâu vậy? Cái block đó là lợi hại nhất cho Minecraft luôn á. Trời, comment block là cái block đó nhập lệnh đi ghê lắm á. Anh ơi, có gì mà từ từ nói. Rồi, Xây dây ơi. Xây dây. Đây chính là comment block lặp lại liên tục. Kẻ gì sẽ chết liên tục. Ôi, em đồng hàng rồi anh đừng có làm gì em như vậy. Đúng rồi. Bắt đầu làm bờ rồi. Đó chỉ là xe gì thôi. Tiếp theo là những người khác nào. Mình có gì mình bình tĩnh. Tiếp theo là Kem My. Đừng có làm như vậy ba. Chuẩn bị vô. Bô. Ủa. Cười á mày. Lâu luôn rồi. Ý, tiếp theo là xe dây lại coi. Mày làm cho tao coi. Không chết nữa. Tao sợ mày hả? Mày chỉ là thằng tổng đài chị Thảo Ngọc đó. Hồi sinh ra là chết, hồi sinh ra là chết các bạn ơi. Ôi trời ơi. Tụi mày cũng sẽ, tụi nó cũng sẽ không bao giờ hồi sinh trở lại để chơi game được nữa. Quá đã. Được rồi, tha đúng không? Ok, tao sẽ dừng cái comment lock này lại nha. Đúng rồi anh ơi. Coi tụi mày con đường sống đó. Con Abi với lại cái thằng Rio cũng có trong đây à. Được rồi, tao sẽ chịu tập tụi nó lại hết cho tụi bay. Ủa? Ờ, hai người này nãy giờ nấp đâu vậy? Rồi. Dân số của tụi bay đông thế nhà trốn hả? Đâu có dễ trốn như vậy được. Chưa đâu, đơn giản vậy thì đâu có được đúng không? Chúng ta còn có những cái trò vui khác nữa. Đó, tao sẽ làm cái lệnh này cho tụi mày thấy. Được rồi, cái lệnh này sẽ giúp cho chúng bay vui lắm nè. Ok, cái đó chưa xong đâu. Mày không định làm gì bọn tao nữa, bỏ làm gì đó. Làm gì đâu. Làm gì đâu. Ừ. 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 Làm gì
không nộ quan sát của tôi. Mày trong nước không sao vậy? Mày đây có sao em rồi. Tụi bay muốn đứng vô nước chứ đứng vô nước không làm gì à? Ok cái hồi không ổn rồi đó. Em né xa xa ra cái em mùi sức mạnh của tổng thống đây mà. Mình đi luôn đi. Nước chưa? Bắt đầu chưa hết luôn. Ôi giời ơi. Nước đâu rồi? Oh no. Tụi mày sẽ chuẩn bị đây hết lát là tụi mày sẽ thấy. Bạn ơi, các bạn nhìn đây. Làng sinh tố đổ đầy lava luôn rồi. Các bạn nhìn nè, cái làng sinh tố của mình nè, bây giờ nó ngập tràn trong lava luôn, các bạn thấy không? Dưới cái đống lava này của mình luôn mà các bạn. Thôi được rồi, bây giờ mình cho mọi thứ trở lại ban đầu đây. Đâu rồi, cho làng sinh tố trở lại thôi nào.